màu đỏ. Ủa ơi. Cay quá. Chào các cô bé thân yêu. Chào mừng các em đến với thử thách của tuần này. Đó là một thử thách liên quan đến vòng quay kinh dị. Vòng quay kinh dị sẽ chứa đựng những loại nguyên liệu vừa ngon lại vừa dở. Ngoài vòng quay kinh dị của chúng ta thì chúng ta còn có một cỗ máy đặc biệt nữa. Đó chính là máy ép hoa quả. Và luật chơi của chúng ta là như sau. Chúng ta sẽ có 10 loại hoa quả, có cả những loại ngon, có cả những loại kinh dị. Thì mỗi người sẽ chọn được 5 nguyên liệu. Chúng ta sẽ cho vào máy ép, ép tất cả các nguyên liệu này chung với nhau thành một hỗn hợp nước ép trái cây hoa củ quả. Ai là người uống hết nhanh hơn thì đó là người chiến thắng. Bây giờ hai anh sẽ giới thiệu các nguyên liệu hoa củ quả xuất hiện trong thử thách ngày hôm nay. Đầu tiên là sẽ đi từ phía anh tóc xanh sang nhá. Chúng ta sẽ có lựu. Lựu đã được bóc sẵn, siêu ngon. Ai thích uống nước ép lựu rất đầy. Ngon quá. Tiếp theo đó chính là Việt quất. Nho, nho Mỹ, nho xanh Mỹ, củ cải đỏ, quả dứa, nước ép dứa từ nước kỳ mát dứa. Luôn. Ổi, táo, quả táo nếp táo cũng ngon. Cà chua. Anh tóc xanh rất sợ cà chua. Anh cũng trong không thích. Tất cả những thứ hoa quả trên cõi đời này, anh tóc xanh sợ nhất là quả cà chua. Hành khô. Hành khô đâu có phải là củ quả đâu. Củ hành mà. Củ hành. Quả cho vào quả cái nước ấy sẽ có hương vị rất là ngon. Ớt cũng là quả mà, tại sao lại bất công với nó, tại sao lại không có lôi nó ra để mà làm nước ép đi. Rồi thì bây giờ sẽ có cơ hội. Có quả cơ hội rồi đấy. Cơ hội. Và ai bốc thăm nguyên liệu gì thì sẽ giữ nguyên liệu đó đến cuối cùng để ép ra nhá. Ba. Lấy tay dừng lại nào. Ba. Ba. Ôi. Yeah. Oh, anh có mắt khởi đầu may mắn báo hiệu là một cái kết không tốt đẹp rồi. Đầu xuôi đuôi lọt không sao ấy. Nguyên liệu nào đã được quay vào rồi thì chúng ta sẽ xóa nguyên liệu đó đi nhá. 2, 3 1, 2, 3 Dứa. Oh, ngon. Một nguyên liệu mà anh rất thích. Nước ép dứa là một loại nước ép rất dễ lên men, nên là chúng ta phải uống thật nhanh khi mà vừa ép xong nhá. Để lâu là nó lên men luôn đấy. 1, 2, 3 Ơt. Anh quên mất bên. Anh quên mất không giới thiệu cái ô này. Cái ô này là khi quay vào thì hai người sẽ đổi hai cái này cho giống nhau. Giống như trong một cái thử thách slam hai anh làm đó. 2, 3 vào cà chua. 2, 3 Yeah. Thích rồi. Rồi. Cà chua. Cà chua. Cà chua. Yes. Dài quá. Chỉ biết thở dài. Cà chua với ổi ngon lắm. Thôi cho một miếng thôi. Cái mùi nó ngai ngái. Thật là khủng khiếp. Cho một miếng thôi vậy. Anh dùng hết cả người lên. Bởi vì anh ngửi cái mùi cà chua này thật là khủng khiếp đấy. 1, 2, 3 Mở mắt ơi. Đổi bên. Dương Nguyên. Có phải là hôm nay mình nói quá thiêng không nhỉ? Được, để chúng ta có thể là chơi nhanh hơn. Ừ. Chúng ta sẽ lấy ô gần nhất, ô trống ở bên tay phải. Của ô trống nhá. 2, 3 Đúng màu đỏ luôn nè. Ớt ở trên đúng màu đỏ luôn. Oh, xanh mà. Một quả thôi chứ hai quả thì uống ra nổi. Ai uống nước ép ớt không ạ? Ngon là thơm mà. 1, 2, 3 Ô, trống bên. Và phải. Gần nhất bên tay phải là bên này. Gần nhất bên tay phải đúng không? Ừ. Gần nhất bên tay phải là bên tay phải rồi còn gì. Thì cứ lấy bên tay phải thôi. Đây là gì đây? Gần cạnh ô đó chính là nho. Nho, yeah. Bên tay phải của ô trống là ô nho, nên là anh bốn mắt được cho nho vào. Yeah, cho nhiều nho một tí. 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Củ cải.
củ cải lên là nhổ cải lên, nhổ cải lên là nhổ cải lên, cho hai củ vào. Củ cải đỏ rất tốt cho sức khỏe, chúng ta uống thật nhiều, nhất là có tác dụng giảm cân đấy. Không, phải cho thêm một miếng nữa. Quá ít. Thế thì phải cho bên đấy cho thêm một quả cà rốt, à một miếng cà chua nữa đi. Một miếng cà chua này to bằng 5 miếng củ cải đấy ạ. 2, 3 1, 2, 3 Đừng đừng đừng. Liệu 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 liệu. Trời ơi, anh thích uống liệu. Liệu là đồ uống rất là ưa thích của anh bốn mắt đấy các em ạ. Anh đã chiếm được liệu rồi. 2, 3 Ít mà. 1, 2, 3 Đồ. À không không không, đừng đừng đừng. Rồi đây. Anh đã được uống rượu rồi nhé. Vậy bây giờ ô đổi B rất là dễ quay vào luôn, chỉ cần quay vào khu vực này và khu vực này là ô thì đổi bây giờ bên. Sẽ xóa một cái đổi bên đi. No, không nguyên. Ai quay được bỏ đấy là chọn vẹn niềm tin với cuộc đời Việt Quất. Việt Quất rồi các em ơi. Việt Quất sẽ đánh bay được cái cay của hà của ớt và đánh bay được cái hăng của củ cải. Hành. Yeah. Các em ơi, tỷ lệ quay vào táo rất là cao luôn vì táo nó chiếm hết chỗ này, đổi bên chỉ có hai ô này thôi. Thế là anh tóc xanh sẽ được táo rồi. Táo mà cho vào đây thì kệ cũng ngon, mặc dù phải uống ớt. Anh chưa bao giờ uống nước ép ớt. Chung vào đây nào. 2, 3 Ôi. Trời ơi, anh đông xanh siêu. Đổi bên. Quá siêu. Ơi, có cả hành cả cà chua. Cạn lời rồi. Tỷ lệ trúng và táo rất cao nhưng mà vẫn là đổi bên. 1, 2, 3 Táo. Hết rồi. Hết thật rồi. Hai miếng táo. Yeah. Xong rồi các em ơi. Nâu xanh sụp đổ từ đây rồi. Cuộc sống đúng là không thể lường trước được điều gì. Thằng em thích nhất cà chua và hành. Quan tù ra thì ra cái gì, ra cái này. Đấy, 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 rồi đấy. Ngày xưa một có một bài quảng cáo bim bim là người ta hát thế mà. Tóm lại thì nước ép này có liệu ổi, à quên, liệu, liệu ổi, nho, hành. Còn hành, cà nữa, chua. Cà chua nữa nhỉ. Ok, các em ơi hãy nhìn anh ép nước ép nha. Nước ép này là ngon nhất mà. Bây giờ là anh ép nè. 2, 3 Đó. Chảy nước ra này các em. Anh đang ép này các em ơi. Một màu nước rất là ghê. Rất là ngon. Phải có một chia sẻ, đó chính là anh ngồi gần cái máy này mà hành nó xông lên cay cả mắt. Thế cơ á? Chết rồi. Ngồi gần cái máy này xong rồi nó ép nước ra xong rồi hơi nó bay ra mà cay cả mắt luôn. Việt Quất táo kia lại còn có dứa củ cải nữa. Củ cải không muốn tính luôn, củ cải quá ít, chỉ có 3 miếng. Ớt chỉ có một quả thôi, làm sao mà đủ cay. Sao không? Quả ớt đấy coi như là ăn luôn còn gì nữa. Cũng đúng nhở. Có khi là cay xè luôn. Anh bấm hộ. Ready. Ở rồi, ok. Oh. Ui. Ôi, toàn ra màu đỏ. Toàn ra màu đỏ. Ôi. Cay quá. Toàn là mùi ớt không. Anh thấy ra đây luôn, màu ớt nó bay ra cay xè luôn. Bên này mùi ớt. Một quả ớt. Một quả ớt bé bằng một nửa ngón tay út của anh. Thế ớt mà nó siêu cay. Nó phá hết. Anh sẽ đặt tên đây là món nước ép cay cấp độ 7. Ủa anh cay, anh chảy nước mắt luôn này. Cái hành nó xông lên. Cái hành nó xông lên trong lúc mình đang uống thôi mà đủ mắt cay xè luôn. Sao sao cay không?
sữa. Chưa bao giờ anh uống nước ép mà anh lại bị cay. Ăn mì nhưng không mà, được uống sữa đâu. Nhưng mà cũng chịu được. Anh tò mò cái kia, anh muốn thử. Anh muốn thử nước ép cay nó như thế nào. Đây, không thử một miếng. Thôi uống đi, nhanh lên, uống cái đấy đi. Đang thi chứ không phải là đang ấy đâu. Chỉ vì tò mò đấy các em ạ. Tò mò là rất nguy hiểm. Nhưng mà thôi, tò mò lắm, chịu được. Uống một ít không quá cay đâu, nhưng anh chịu được. Anh có thể ăn được một quả ớt. Cay quá. Anh chỉ nhấp một tẹo thôi. Anh thề là anh chỉ nhấp một tí thôi. Mà nó cay cả, nó cay lưỡi luôn, cay cả miệng luôn. Gì đây? Cay chảy nước mắt luôn này. Cay chảy nước mắt luôn này. Sợ quá.